những mảnh gốm vụn tưởng chừng bỏ đi. Thế nhưng xuất phát từ thông điệp bảo vệ môi trường với mong muốn tận dụng những mảnh gốm vỡ để tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao trong đời sống thường ngày, họa sĩ Ngô Duy Cường đã một lần nữa khoác lên nó một giá trị mới gần 6 năm nay. Loại hình nghệ thuật mình đang làm đấy chính là ghép gốm. Tất cả những cái mảnh gốm nhỏ đều có thể sử dụng được, miễn là độ dày nó không quá lớn. Mỗi một bức tranh thì có những cái màu sắc riêng và đặc thù, phải có kiến thức căn bản về họa sắc, tạo hình, thẩm mỹ thì mình sẽ lựa chọn những cái tông màu phù hợp cho tranh, tạo ra được những cái sản phẩm có tính ứng dụng cao. Những mảnh gốm có kích thước khác nhau, sau rất nhiều giai đoạn lên ý tưởng, phác thảo, cắt gọt rồi mới hoàn thiện. Thông thường thì một bức tranh làm nhanh thì rơi vào khoảng 10 đến 15 ngày, còn bức tranh nào làm lâu thì có thể là 1 tháng đến hơn 1 tháng. Công đoạn khá là mất thời gian đấy chính là chọn nguyên liệu. Từ đó thì mình sẽ dùng kìm chuyên dụng để cắt thành những cái mảnh vụn nhỏ. Âm thanh hay là những cái sắc nhọn của gốm thì mình thấy đều rất là thú vị. Mỗi chi tiết thì đều mình dành rất là nhiều thời gian, phải cắt ra những cái miếng càng nhỏ càng tốt để thể hiện được cái sự tinh xảo. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ đem lại nguồn thu nhập từ 20 đến 200 triệu đồng cho anh, mà quan trọng hơn cả, đó chính là tính nghệ thuật chứa đựng trong đó. Nội dung tranh thì thường mình hướng đến những nội dung rất là gần gũi như là động vật, hoa lá, cỏ cây, bởi vì đối tượng đấy thì rất là quen thuộc và dễ ngắm nhìn, dễ thưởng thức. Để cho sống động hơn, tác phẩm của mình thì đều được thổi hồn rất là riêng, đem lại cái sự dễ chịu, tươi mới trong không gian. Không chỉ sáng tạo từ mảnh gốm vỡ, các bạn trẻ ngày nay cũng sáng tạo từ mảnh vải vụn để làm thành những chiếc túi hay sản phẩm thời trang. Để rồi từ những mảnh vụn ấy, nhiều giá trị trong cuộc sống được nhân lên và ngày càng kích thích sự sáng tạo không ngừng nghỉ của người trẻ.